Cú sẽ chào anh em á, thì hôm nay là Cú sẽ đến với con nick level 55 ở server 717 nha anh em. Thì trước khi vào video thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ, đặc biệt là bữa nay thứ bảy thì anh em ủng hộ những cái mốc nạp ở server mới và những cái mốc nạp khuyến mãi cuối tuần rất là nhiều. Thì cảm ơn anh em vẫn luôn yêu quý và tin tưởng ủng hộ Cú ha. Thì các bạn nào đang có nhu cầu tìm nick, nạp mốc, giao dịch trung gian hay là thẻ game, hay là cần cài thuê những cái event theo tháng như là ghép ảnh đáy biển, địa vực, lãnh địa đồ đó, thì các bạn liên hệ với Cú qua Zalo hoặc là Facebook giùm mình và chủ động inbox các bạn cần gì để Cú biết và phản hồi anh em nhanh nhất có thể ha. Còn các bạn nào cần gấp thì gọi trực tiếp luôn dùng Cú. Do là mình ít khi nào rao nick hộ cho nên là Cú sẽ không có nhiều nick, nhưng mà cũng sẽ có like ra những cái nick tầm trung tầm 1-2-3M. Nói chung là đảo tới đảo lui thôi, cho nên là ít sự lựa chọn cho anh em. Nhưng mà anh em có nhu cầu tìm thì các bạn cứ liên hệ sang mình, hoặc là cần thanh lý, cần rao hộ gì đó thì các bạn inbox với Cú giùm ha. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào con nick này để nghịch thôi các bạn. Thì đây là một con nick của một bạn khách bên Cú. Thì bạn ấy cũng đang đồng hành cùng với Cú những cái event và móc nạp rồi các thứ ha. Và hôm nay thì mình sẽ vào con nick này để phá thêm một xíu nữa nha anh em. Thì đây là một con nick top ở cụm server 717. Thì nick này hiện tại đang là hạng 4 của server ha, với lợi chiến hiện tại cũng khá là mạnh là 5 triệu nha anh em. Thì đây là một con nick đã bị phá rồi, tức là đã bị đeo bớt một cái số đồ VIP ngon rồi, cho nên là lực chiến và mọi thứ của nó bị giảm hẳn rất là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn là cũng còn gọi là chơi được á, cho nên là bạn khách của mình mua lại để chơi. Thì nói chung là tuy là nó bị mất đi một số món đồ VIP rồi nhưng mà nó cũng còn khá là chất. Thì các bạn cũng có thể xem vào kênh Cú tìm lại những cái video ở chắc là khoảng 1-2 tuần trước, thì Cú cũng đã lên video về con nick này ở thời điểm đó rồi ha. Rồi ok, hôm nay thì lợi chiến hiện tại là 5 triệu và ở đây là đang có cho mình là một cái nhẫn Venus cộng 8 và ở dưới đây là một cái Venus cộng 7. Nhưng mà Venus này là một cái nhẫn ở trong cái co gia huynh đệ nha. Và cho nên là nó sẽ có hạn là 10 ngày thôi, và hiện tại là nó chỉ còn 2 ngày là hết hạn thôi. Và cái nhẫn bạch kim này cũng như vậy luôn. Thì ở đây các bạn thấy khi mà cái nhẫn này hết hạn thì chắc chắn là Cú sẽ thay vào cái Venus cộng 6 hoặc là cái vĩnh cửu cộng 8 nha mọi người. Và về cái nhẫn kia bạch kim cộng 7 này hết hạn thì chỉ thay vào kim cương 4 thôi. Nhìn rất là hài hước đúng không? Một con nick level 55 với VIP 12 và lợi chiến gần 5 triệu mà lại sở hữu cho mình một cái kim cương cộng 4. Đúng là hài hước thật. Rồi ok, thì hôm nay thì Cú sẽ vào con nick này để dạo vui một tí xíu thôi. Tại vì nói chung là hôm nay thì Cú cũng không có quay video về con nick này. Và đồ đạc thì hiện tại các bạn nhìn thấy cũng đang được sử dụng là thiên về phần công thủ nhiều hơn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại bây giờ, khi mà những cái món đồ vật công thủ á, các bạn mang full về chỉ số công thủ thì nó cũng rất là chất. Nhưng mà về đi giải siêu cấp đồ thì các bạn sẽ bị những bạn gọi là tháo tấn công á, dí các bạn sập mặt luôn. Thật sự mà nói là như vậy. Tại vì tool của họ rất là nhiều, tức là lượt của họ siêu khủng khiếp. Cho nên bây giờ bắt buộc nếu như mà phải nghịch ở giải siêu cấp, một là con nick của các bạn phải siêu mạnh, hai là các bạn phải chơi theo thời theo thế. Hiện tại bây giờ là các bạn phải tháo bỏ những cái điểm tấn công và sát thương càng thấp càng tốt. Và hiện tại thì Cú cũng chưa chuẩn bị con nick này, tại vì cũng không có phải đơn giản đâu. Nếu như mà bây giờ các bạn muốn chơi về phần giáp và các bạn hạ cái sát thương và cái tấn công này xuống thì nó cũng đơn giản thôi. Bằng cách là các bạn sẽ thay những cái món đồ bét và tháo những cái khảm tấn công cũng như là may mắn ra bớt, để cho cái lực chiến và cái tool của các bạn nó sẽ được đồng điệu cùng với những bạn gọi là chơi theo cái cách đó. Nhưng mà nói chung là không có thời gian rảnh anh em ơi. Rồi thậm chí bây giờ đến nước mà những cái nhẫn như thế này nè mọi người, là anh em đều hợp thành lại hết. Tức là hợp thành chỉ để phòng thủ và nhanh nhẹn thôi, còn tấn công và may mắn anh em cũng bỏ luôn. Thành ra là các bạn ấy rất là đầu tư về cái phần chơi hiện tại bây giờ. Và cũng có rất là nhiều bạn kiến nghị lên con gà vàng rồi, nhưng mà Cú cũng không biết là nó có điều chỉnh lại hay không. Nhưng mà kệ đi, Cú thì không có thời gian rảnh, hôm nay thì chúng ta sẽ vào con nick này để chúng ta quẩy một tí xíu thôi. Ở đây thì đồ bét các bạn cũng thấy là đang sử dụng là thủ và nhanh nha. Và có một cái là công thủ nè mọi người, và một cái ở dưới cũng là thủ nhanh luôn. Nói chung về mấy cái phần này thì cũng thay đổi lẹ. Cú thì vào con nick này là bạn chủ nick kêu là mình phá những cái gọi là dung luyện những cái mảnh này thôi. Tại vì 1-2 tuần qua thì bạn ấy tích cũng được một ít cho Cú quẩy vui với anh em á. Chứ nick này thì bây giờ có cái gì nữa đâu mà vui anh em, chỉ ngoài việc là đi giải siêu cấp hay là giải ngôi sao thôi.
Cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lôi những cái món đồ vật này ra để chúng ta dung luyện nha. Thì để xem là có may mắn lụm được những cái vũ khí lạ lạ hay không. Chứ thật sự thì hiện tại Nick này tuy là đã bị đeo rồi, nhưng mà nói chung bạn này đeo cũng chưa nhẫn tâm lắm. Chỉ mất nhẫn 8 với lại kim cương, hình như không biết kim cương 7 hay kim cương 6 thì cũng không nhớ nữa. Không biết chứ không phải là không nhớ. Tại vì Nick này sau khi bị đeo thì nó mới về tay khách của Cú á, cho nên là mình cũng không rõ. Nói chung là bạn ấy đeo cũng vài một cái vật VIP như là đồ 7 đồ này kia các thứ á, nhưng mà ở đây đá chất vàng rồi cũng còn nhiều ha anh em. Đây các bạn, wow boom, wow búa, wow thượng cổ đồ cũng đầy đủ, nhưng mà có xài tới đâu. Rồi để Cú coi. Rồi hiện tại Cú đã lôi ra hết rồi, bây giờ là thêm với bình ma. Bình ma thì thường thường là anh em sẽ để sử dụng sự kiện đúng không? Nhưng mà không nha, bạn chủ nick cho Cú là quẩy cái bình ma này luôn. Cho nên trước khi video thì Cú phải nói rõ để anh em nói trời ơi ông Cú này ổng vào nick ổng tàn phá hết những cái món đồ để người ta có cái sự kiện đập bình ma người ta sử dụng, ổng cũng không để lại luôn. Không nha mọi người, đây là yêu cầu của chủ nick, và chủ nick cho mình nghịch tẹt bô nha. Tại vì các bạn cũng biết là đối với những cái sự kiện mà event mà đập bình ma thì nó sẽ có tác dụng ít hơn đối với những cái nick mà level bé hơn ha. Mặc dù bị đeo rồi nhưng mà đấy đó cũng không đáng kể đâu, nick này nó cũng đã bị đeo rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là dung luyện nha anh em. Đầu VIP búa nè, VIP nhiều thế nhở. Đây các bạn, rất là nhiều nha. Đây bây giờ là Cú sẽ chụp hình lại trước cái đi, rồi sau đó thì chúng ta mới tiếp tục là vào đập bình ma trước cái đi ha mọi người, rồi hãy dung luyện nha. Nói chung là video này không có đấm đá gì nha mọi người. Giải siêu cấp thì chắc là để coi video ngày hôm nay ok thì ngày mai Cú sẽ quay giải siêu cấp, tại vì hiện tại gà 19 thôi, cho nên là cuối tuần rồi một lát thì Cú sẽ đi cho nó lên cỡ 16, 15 gì đó thì ngày mai chúng ta mới quẩy được, chứ hôm nay quẩy thì kiểu như là hơi bị khỏe đấy, tại vì nguyên một tuần đâu có đi đâu. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành gọi là đập 268 cái bình ma ha. Nói chung là Cú cũng đã từng có cái video là đập 1000 búa ma rồi, hay là 900 cái búa ma gì đó, rất là lâu rồi, khoảng 2-3 năm trước rồi, nhưng mà cũng không có món đồ gì ngon hết á anh em. Nói chung bây giờ là nhiệm vụ ổng kêu là Cú nghịch để đập phá cái này thôi, còn không có kêu là dọn đồ nha. Cho nên là anh em làm chứng nha, sau khi mà Cú đập này xong thì để cho ổng tự dọn đồ luôn nha mọi người. Nói chơi vậy thôi chứ Cú thì nói chung khi mà vào nick anh em thì Cú cũng gọi là có nguyên tắc lắm các bạn ơi. Tức là không tự ý sử dụng những cái gì gọi là quan trọng hay là đồ đạc này kia thì đều phải hỏi ý hết. Và nói chung là di chuyển vũ khí này kia đó với những nick quay Cú cũng rất là hạn chế. Thậm chí là không di chuyển khi mà không xin phép luôn á anh em. Nhưng mà đối với những ông bạn thân này thì phải quậy đục nước thôi các bạn ơi. Đó, hồi nãy giờ thì vẫn chưa có cái gì có giá trị nha anh em. Nói chung là bây giờ dọn thư thì rất là lâu cho nên là cứ quẩy đi. Còn thư thì một lát tắt video thì Cú sẽ dọn sau. Mấy bữa nay nói thật với anh em là te tua luôn các bạn. Vừa bị cảm nè mà còn bị thêm một số những cái khác nữa. Thật sự là đuối luôn. Hôm nay thì mới gọi là ngôi lên vậy để quẩy được cho anh em xem ấy chứ. Ôi hồi nãy giờ là chúng ta cũng đã đi hơn một nửa rồi, mà hầu như là cũng không có những cái vật phẩm nào ngon hết nha các bạn. Hôm nay là có server cũng có mở, hình như là leo ganh lưỡi hái á các bạn. Đây mọi người, Cú đã mở được cho mình một cái gọi là VIP thiên sứ. Nói chung là cũng có gọi là vũ khí nhưng mà cũng không đáng kể ha. VIP thiên sứ cũng là một loại trang bị nha anh em, nhưng mà bây giờ thì hình như là không ai sử dụng cả. Đây các bạn, wow pháo nha mọi người. Giữ vậy sao, để một lát Cú ra Cú coi. Hình như là vũ khí thì sẽ được vĩnh viễn đấy mọi người. Ác ma cộng 4, vũ khí thì hình như là chỉ có wow boom là ngài thôi. Còn VIP boomerang nha mọi người, không phải wow boom. Trong đây không có wow boom, VIP boomerang là ngài thôi. Còn VIP thượng cổ là vĩnh viễn á. Wow. Bây giờ thì cảm giác là búa ma đồ mọi thứ các bạn dễ kiếm, chứ thật sự thời xưa đập mấy cái này nè các bạn khó khăn lắm, rất là đau tim luôn. Chả có gì ngon, các bạn nhìn bên cái bảng này nè. Thí dụ các bạn được đồ ngon là nó hiện lên cái bảng ở bên phía này nè mọi người. Đây cái bảng thông báo nè. Cho nên là nhìn chả thấy tên mình hiện lên cái gì, toàn là những món gì đâu không à. Đó VIP thượng cổ, nhưng mà làm mảnh VIP thượng cổ nha anh em.
Rồi còn có 8 cái thôi. 8 cái thì không đủ rồi. Để cứ coi coi có nhiệm vụ nào không mình đổi cái. Đâu. Ôi không có rồi. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ dung luyện nha anh em. Dung luyện này thì chơi thí đi chứ bây giờ mấy cái này cũng đâu cần đâu. Phan phan anh em đợi cứu một tí xíu. Chúc phúc. Ôi cái gì cũng mát hết trơn rồi anh em ơi. Ở đây là có cái gì đổi không? Tè mảnh vạn ma vạn năng. Ôi trời đắt thế nhờ. Lúc cũng mua là hình như có 2.000 thôi đúng không anh em? Bây giờ 20.000. Mà giới hạn được có 2 hộp à. U là trời, tàn nhẫn thế. Cái này là một super nha mọi người. Hồi nãy hình như là bạn ấy có đổi đấy. Bây giờ là cú sẽ tiếp tục quẩy thôi. Thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Đây các bạn cứ chọn như vậy nè. Nếu anh em nào muốn nhanh là cứ chọn vậy nè. Quất cái xong. Nhưng mà thôi đừng bắt chước cú. Những cái super này thì chúng ta có rồi đó mọi người. Ôi thất bại không nhờ. Cú cực ghét cái bánh ú luôn á mọi người. À đây cho các bạn nhìn cái ảnh này đẹp ha. Cái photo này nhiều người không thích. Nhưng mà bản thân cú thì thật sự là đối với những cái nick ép cấp thì rất là ok đấy mọi người. Nhìn nó cũng rất là xinh. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục. Đó những cái super này thì chúng ta không cần. Cái nào không cần thì các bạn cứ dung luyện trước nha. Để làm mồi chài rồi. Đây là những thứ mà chúng ta cần. Có bánh ú và chè thì cũng không cần lắm. Cú cực kỳ ghét cái chè cho nước này luôn á. Mà cứ dung luyện được miết à anh em. Thang để cú vào cống hiến vui cái các bạn. Để cống hiến nhiều nhiều cái. Rồi ok. Xong. Ôi trời nhiều thế. Đây bỏ cái bánh ú này đi. Ôi sao mà rồi chết mẹ rồi sao mà bại hết toàn trận thế anh em. U là trời không lên một cái gì luôn các bạn. Đây thiên sứ là có 7 ngày hả ta. Ủa qua pháo cũng 30 ngày biệp á trời. Ủa giờ bây giờ nó không có cho chúng ta vĩnh viễn hả. Ngày xưa cũng nhớ mở trong đây wow là các bạn đều được vĩnh viễn đấy chứ. Căng thiệt chứ có mấy cái wow cùi cũng không cho người ta vĩnh viễn nữa. Hài thiệt. Rồi ok, video đến đây thật là quá ngắn ngủn đúng không anh em. Trời ơi không có thu hoạch được một cái gì cả các bạn. Thất bại hết tất cả. Thôi bây giờ là vô khẽ giải siêu cấp cho anh em xem đi. Ủa thôi nghỉ luôn. Thôi thì video của Đau Cú đến đây là kết thúc. Và hẹn anh em là sẽ có video giải siêu cấp vào ngày mai ha. Video ngày hôm nay hơi nhạt nhẽo là cú chỉ phá cho mình là một cái đống mảnh đó thôi nha anh em. Ngoài ra thì chả có gì để làm nữa hết. Đây một đống mảnh vũ khí linh ta linh tinh thôi chứ chả được leo ganh nữa chứ. Đâu rồi để cú coi coi. Phan để cú vào cái nông trại coi trang viên coi. Cái kho xài được chưa anh em. Đây. Ô trời có bánh ú rồi nè mọi người. À hết rồi. Wow. Bếp thượng cổ. Rồi ok. Thôi thì video của cú đến đây là kết thúc ha. Để cú thu hoạch cây đồ các thứ các bạn. Rồi bye bye anh em. Hẹn anh em sẽ quẩy giả siêu cấp. Mà giả siêu cấp ngày mai thì chắc là cú cũng sẽ để tấn công phòng thủ vậy luôn. Lâu lâu quay lần thôi cho nên là cũng lười để mà thay đổi tất cả lắm anh em ơi. Rồi bye bye các bạn và hẹn các bạn ở video sau nhé. Đây nha mọi người, nhìn rất là đáng thương đúng không. Những cái đồ bẫy bị đeo hết rồi. Nhưng mà cũng may mắn là còn lại được những cái set đồ xịn xịn như này nè. Là đeo vào để che lấp đi những cái món đồ ngày nè mọi người. Nhưng mà không sao, đồ bẫy thì hiện tại bây giờ các bạn cũng có sự kiện. Lâu lâu thì có sự kiện cho chúng ta mua lại ha. Rồi bye bye và hẹn anh em ở video sau. Và video này cũng như là một cái video chào mừng là chúng ta đã kén được mốc 5 triệu trở lại ha. Mặc dù là sau thời gian bị đeo thì chúng ta đã bị rơi rớt rất nhiều. Hôm nay là có cái thẻ giảm cân nữa nè. Anh em nào có nạp thì nạp lấy thẻ giảm cân. Đối với những nick ép cấp ha, 100k thì các bạn sẽ nhận được là thẻ giảm cân cao. Và 200k thì sẽ được là cái giảm cân. Ủa nói ngược rồi.
100k là các bạn sẽ được là cái giảm cân thường thôi nha mọi người, và 200k thì các bạn sẽ được cái giảm cân cao nha anh em. Anh em nên phân biệt. Còn những cái tác dụng thì các bạn nên hỏi rõ những bạn đã sử dụng và đang sử dụng nếu như các bạn chưa nắm chắc, chứ các bạn đừng tự ý thử. Thí dụ như giống cú đợt trước thử nhận nhiệm vụ vậy nè mọi người, kết quả là bay luôn một cái con level 10, nó lên level 1, level 11 luôn. Cũng may là một cái con server mới bình thường thôi, một cái con nít nghịch thôi, cho nên là nó không có đau lòng lắm. Chứ nếu như mà cái con level 10 mà cú đang online ở cụm 519 chắc cú khóc thét luôn á. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em có những ngày cuối tuần vui vẻ, và cần gì đừng quên liên hệ MR Cú nha. Bye bye.